Hello, Bình Huỳnh xin mến chào đại gia đình. Xin chào đại gia đình. Quay lại kênh YouTube của Bình Huỳnh hôm nay các bạn. Hôm nay Bình Huỳnh đứng đây ở đằng sau Bình Huỳnh thì có anh Phó Chủ tịch xã cũng như cô cũng làm trùng ủy ban xã đây luôn. Hôm nay đem mình đứng đây là mục đích là mình hồi hướng công đức cho bạn nhân 49 ngày. Vâng. Trước đó trước lập tuần 49 ngày, cho nên ở đây là địa phương của Bình Huỳnh, cái này cũng trúng một ấp của Bình Huỳnh luôn, và đồng thời Bình Huỳnh muốn làm một cái căn nhà tình thương cho căn hộ này, là một căn hộ gia đình của Bình Huỳnh chọn ở đây để mà mình lập lại cái căn nhà tình thương này cho từ ở đây như là cháu đây thì các bạn có được không? Căn nhà này thì các bạn biết nhìn thì thấy tường xây như vậy đó, chưa đưa xuống cấp một cách gọi là trầm trọng. Mưa đồ nó có dột hết không? Dạ dột hết, nó xây lâu rồi. Dạ. 2023 năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ cô có đi làm cái gì không? Dạ không, làm gì là phải làm. Dạ. Cả thế phải đưa. Dạ. Cô ở nhà, đặt bây giờ là gia đình của mình là cô có bao nhiêu người con? Dạ, một con, thêm hai đứa cháu. Con thì hai đứa cháu. Dạ, thì cái này cũng là sự chung tay của đại gia đình Bình Huỳnh. Dạ. Mình làm một cái gì đó để hưởng công đức cho bạn các bạn. Dạ. Thì chú Mười ơi, nhưng mà sao bên trong chút xíu? Qua, ở nhà mình thấy... Con bé này có đứa con nhỏ nữa đây. Tội nghiệp quá hả? Wow. Đây cháu được mấy cho xin phép. Dạ, được 1 tháng 2 tuần. Cháu được bao nhiêu là? 1 tháng 2 tuần. 1 tháng 2 tuần. Dạ, 2 tuổi. Gái hả? Dạ, con trai à. Trong nhà thì bên trong thì tối ôm tối ui hết các bạn ơi. Dạ. Tôi thấy cũng sụp đổ hết rồi đây. Đó, để các bạn nhìn mấy tô đằng sau này. Sao vô, sao này, sao tay bộ luôn. Ở đây mình thử chắc đèn thì thấy hợp bên kia hồi năm, bên kia hồi năm. À. Thôi không đỏ thì không sáng thì thôi không sao đâu. Yeah. Thì đó thì các bạn thì anh em Bình Huỳnh sẽ làm hết lại cái ngôi nhà này cho gia đình này ở đây. Thấy xì sụp đổ nát hết. Cô ở đây được bao lâu rồi cô? Dạ 23 năm rồi. 23 năm hả? Dạ. Cái tên ở tìm mẹ ngoài ngoài kia. Dạ. Cô đợi đến 23 năm rồi. Dạ. Để 2 năm lại 3 giờ đó. Dạ. Dạ. Căn nhà này coi như là cũng muốn sập đổ nát hay là cái nhà. Dạ, hồi xưa đi ở cho người ta có xây dựng về bác sĩ. Dạ, cô đi ở cho người ta hả? Dạ. Yeah. Cái bà cạnh, bà làm cạnh á, biết không? Dạ. Yeah. Là kiểu đi lên chỗ luôn cạnh là ở cho người ta. Dạ, yeah. Tối lại cô ngủ đâu? Tối lại á, cô ngủ đây. À, ngủ đây. Ông nằm nằm. À. Còn cái đất cũng như đây mà. Đây rồi. Bà xã ngồi đây được không bà xã? Ghế ghế được bà. Rồi nếu mà nằm đây như vậy thì mưa gió rồi vậy rồi đó có dột xuống không? Dạ mưa dột đỏ đánh đỏ. Không đi chỗ đi thì mưa thì mấy tạt quá đây. Dạ. Rồi mình nấu nước ở đâu? Dạ con thấy cái gì đó. Kê mấy cục đá vậy đó. Dạ đó, nấu đó đó, giúp gà thêm đầu điện. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ là cô có đi làm mướn cho người ta nổi không? Dạ không, con ở nhà lâu rồi, nằm rồi, sợ con nằm rồi. Rồi nếu như mà anh em tụi cháu mà bắt tay vào làm lại cái căn nhà này đó. Dạ. Thì cô có chỗ nào để mà mình lưu trữ ở trong một thời gian để mà... Dạ, nhờ mẹ ra ngoài ở làm, còn đưa chẳng xin ngoài thì ở
Hai mẹ con xin ra mà chưa ở, con đứa con trẻ ra mà chưa ở nào nữa anh. Dạ, thì hôm nay là cũng có ủy ban xuống đây, có đại diện cho phó chủ tịch cũng như là cái này là cô này là như là vợ của anh biết rồi. Bây giờ con cũng không biết, dạ chắc vậy cũng được. Thì cho nên đó, cô Tư là người xã phải không? Thì cho nên đó, bắt đầu khi mà anh em đã đến đây rồi đó, và đồng thời mình hợp bàn với lại chính quyền địa phương ở đây xong đó, thì anh em sẽ tiến hành và bắt tay và làm cái căn nhà ngay lập tức liền để cho kịp thời và đồng thời trước cái ngày 49 ngày của mẹ. Thì có gì đó thì ở đây chú Mười là đại diện cho anh em để mà chú Mười coi ngó và đồng thời chú Mười điều hành tất cả các thợ thầy cũng như là tất cả các thứ là chú Mười quản lý. Thì chắc có lẽ sau khi mà cháu về rồi đó thì chú Mười và đồng thời ủy ban ở đây còn phải tiếp tục để cho cái trước khi mình làm gì đó, trước khi xây dựng được cái gì đó thì cũng phải có cái hồ sơ pháp lý và cũng đồng thời mình phải có được sự chấp nhận của chính quyền ở đây, cho nên mình mới bắt tay vào làm được. Cho nên bây giờ cô yêu trí đi, thì mọi hứa với cô là sẽ biến lại cái ngôi nhà này cho cô ở, có một chỗ ở cho nó sạch sẽ, có một nơi bếp đúc đồ cho cô, có chỗ nấu nướng đàng hoàng và đồng thời cô ngủ yên giấc, nó sẽ không bị dột và sẽ có một chỗ che nắng che mưa cho gia đình ấm cúng. Cô còn gì nói đi không? Cho con bị nha. Cô em sinh về một tháng rưỡi nay rồi thì cháu sao sinh hoạt sao sữa tả rồi. Chú Mười ơi, em bảo cho anh hỏi em chú. Khi mà bắt đầu cái mình theo cái pháp lý thì hôm nay thì em là đại diện chính quyền của ủy ban mình đó. Đến đây như vậy thì anh cũng xin phép em là trước khi mà các anh ở đây bắt tay vào công việc và bắt tay vào để xây dựng cái căn nhà này đó, thì mình có phải lên ủy ban để làm giấy tờ. Ủy ban anh đi xuống. Ủy ban là bây giờ là đưa xuống để là chỉ định để mình căn nhà bình thường là của anh chấm cái căn nhà để cho tụi anh làm. Hôm nay cơ sở đây là hộ nghèo ấp Thuận Bình, xã sẽ làm một biên bản bình xét rồi để chọn ra cái đây là cái hỗ trợ nhà đầu tư. Rồi anh cảm ơn em. Rồi còn bắt đầu chú Mười thì quản lý về vấn đề và khi bắt đầu và chú chọn cái ngày nào đó và đồng thời bắt đầu để mình start vô mình làm cái căn nhà này đó. Thì cũng phải nên mình dàn xếp sao cho cô có một cái chỗ ngủ cho nó có nhà chị bên này. Ở đây vòng vòng đây nhà chị em không mà phải không? Dạ. Mà không nhờ chị được đâu. Là sao? Không có nhờ chị được đâu. Không ngủ đó được luôn hả? Dạ không. Thì là nhờ là trẻ nó mà này. Chơi cái trái à? Dạ. Chơi cái trái mà họ đỡ hả? Dạ. Thì cũng được. Là thằng cu rồi nó nói là nó sẽ vô nó dọn đồ là với thằng Thiều Thiều. Mấy đứa ở đây nghe là chị cứ gọi cho thằng cu với thằng Bột. Cháu đó. Thằng cháu đó. Cháu hai đứa cháu lên nó kêu nguyên băng nó vô phụ khiêng cái đồ này gửi cho nó. Là con Bột là cái mừng chị. Vậy hả? Cái mừng chị. Cũng chị bợt từ cua lung là cái mừng chị, yeah. Chị cũng thuê cũng mì mai cái mừng chị đó, mấy đứa đó quân đông nghe nó vô nó phụ bên này, đứa phụ tay phụ chân, dạ rồi chị. Ngày mai là dọn được rồi đó, là bắt đầu là ngày mai là bắt đầu là ngày mốt là tụi em làm ngày 15 là đẹp luôn, em làm ngay ngày rằm á. Đó là cái tôi yêu trí hả? Cảm ơn em chọn cảm ơn ở đây Thị Vương cảm ơn mọi người nhé, ở đây bác thầy cảm ơn Thị Vương nha, cho những bạn đời này khó khăn của Thị Vương. Các anh ở đây thì em cũng hiểu rồi. Lúc nào tụi anh cũng quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn gây dở. Gia đình của anh cũng cố gắng mình làm hết được cái những cái gì đó cho bà con mình. Năm thì em thấy trong gia đình mình cũng làm phát của hát gạo cũng năm nào cũng phát. Hy vọng thời gian tới gia đình mình tiếp tục phát anh tiếp tục cho bà con. Anh cũng phải cố gắng phải làm thêm nhiều nữa. Làm thêm nhiều nữa để mình mong sau năm một cái. Mỗi năm một cái. Mỗi năm tụi anh làm một cái, có thể hai cái thì cũng mừng.
rồi những bà con của mình ở đây, những bà con là có hoàn cảnh cơ nhở đó, thì anh cũng nhờ các em ở đây, ủy ban ở đây đó, cũng quan tâm với những cái hộ nào mà đặc biệt đó, thì mình sẽ ưu tiên cho những cái hộ đó trước. Thì cũng từ từ vậy đó, mình làm. Cái này em làm lên thì chắc bảo đảm đẹp, đảm đi một ngôi nhà mới. Rồi bây giờ thì bây giờ để tụi cháu học thêm một chút xíu nữa, để tụi cháu ra ngoài học thêm chút xíu nữa, đi về nhà học thêm chút xíu nữa, và đồng thời ở đây chú Mười rồi tất cả mọi người đây là bắt đầu là ngày mai là mình phải lo chỗ ngủ cho các cô cho nó ngon lành, rồi cho mấy em nhỏ ở đây ai dẫn tới đây để phụ để mọi người tay chân, hiểu không? Rồi anh cảm ơn em nha. Là đứa sẽ có một cái chỗ con nằm cho cháu và em, để hai thằng con có một chỗ cho nó nghỉ dưỡng cho nó sạch sẽ. Thôi anh đi về nha. Thôi coi vị trí ha. Nãy giờ em với lại chú Mười cũng qua bên cái nhà mà anh em mình tổ chức làm. Rồi. Tức là qua để gặp chính quyền rồi đó. Đúng rồi. Có anh phó chủ tịch xã. Với lại cô vợ của anh phó bí thư xã ở đây. Nhưng mà em thấy rồi, mình làm mà có chính quyền ở đây họ sắp xếp ủng hộ cho đây mình làm. Đúng rồi, chính quyền họ giới thiệu mình mới biết chứ. Mình mới biết những cái hộ khẩu nào ở trong xã nhà mình là thuộc diện nghèo rồi cũng như là khó khăn rồi đó. Đấy không? Bởi vì cái chương trình xã nó cũng có, phải không? Nhưng mà không có kinh phí. Đây là những mạnh thường quân mà bây giờ là đóng góp như vậy, tức là điều rất là tốt đẹp trong mà xã. Theo em thấy là những cái dây việc này đó cũng thuộc cái nằm trong danh sách của diện nghèo của xã mình rồi đó. Đúng rồi. Có danh sách hết trơn, phải không? Hộ nghèo, hộ cận nghèo, rồi hộ khó khăn rồi diện có hết trơn. Thì vậy được, coi như là quá tuyệt vời rồi. Thì chú Mười nói là chú Mười là bắt đầu là tiến công vô để mà gồm hết cái ekip của chú Mười đó, thợ thầy rồi tất cả thứ để mà dồn vô mà để đấy cho rồi. Nó kịp nó trước cái 49 ngày ngày 49 ngày đúng, đó thấy sao? Đúng. Tức là để coi sợ để coi chắc được. Nó còn cả một tháng nữa, phải không? Một tháng anh ba. Cả gần một tháng nữa. Tháng nữa thì ok. Tháng nữa thì hy vọng, phải không? Thì nói chung cái này cũng là chung tay góp sức của anh em mình, con cháu rồi tất cả gia đình mình. Đúng rồi, thì nói đúng ra cái chương trình đây á, thì coi như là gia đình mình đã cũng có chuẩn bị tinh thần làm từ thiện trong cái năm này, nhưng mà định là làm cái rằm tháng 7. Rằm tháng 7. Nhưng mà trong lúc này vậy, vậy nhà mình nó có những cái hữu sự vậy đó, có những cái việc vậy đó mà mình mắc á, nên bây giờ sẵn đây rồi, bây giờ mình làm luôn. Đây là chị hai vừa rồi đó, coi như là cũng thống nhất là mình làm luôn hết trong cái anh có thông báo chị hai chưa? Anh có thông báo chưa cái này chưa. Nhưng mà chị hai chuyển đó thì cứ làm gì rồi coi như là tính xong rồi báo. Mà hình như là cái này anh cũng có bàn trước với chị hai rồi phải không? Có rồi. Có lên kế hoạch rồi, nhưng mà cái vấn đề này thì coi như là cái đối tượng này thì mình chưa báo cho chị biết là trong xã nhà mình. Phải không? Thì em thấy nói với ở quê mình, em thấy hoàn cảnh của bà con ở đây cũng còn nhiều người cũng còn cơ nhở ghê mà. Coi như là những mạnh thường quân rồi coi như vậy cũng có đóng góp đại khái vậy đó. Nhưng mà coi như là ai kể đóng góp được bao nhiêu đóng góp. Đúng rồi. Để mình làm được bao nhiêu đó được để cho coi như là chiếu cố đến những cái hộ mà khó khăn đó. Nhưng mình cũng như lá lành mình được lá lách là đại khái vậy đó. Thôi vậy em nói cho anh nghe, em yên tâm, chú Mười đang ngồi trong nhà thôi, anh em mình đi ngồi đó đi, ngồi đó anh em mình tâm sự chút xíu lên ba. Ok anh ba. Qua bên kia về em thấy mình ủy ban chọn cái căn nhà để cho anh em mình làm lại cái căn nhà tình thương này, là em thấy là coi như là hợp lý nhất rồi mày. Qua thấy tội dễ sợ, quá tội. Mà sau đây cũng hay ha, hình như là chính quyền ở đây họ những cái hộ nào mà nghèo là họ dân trong danh sách người ta nắm thấy rồi, đúng rồi.
chị đó là được 400 ngàn một tháng, mà bên xã cấp cho họ nghèo á, 400 ngàn là chỉ sống trên đồng tiền 400 ngàn đó trong một tháng đó. Mà chỉ làm thêm cái này cái kia, chỉ lúc khỏe đi ở với người ta rồi đó. Đi dọn dẹp nhà cửa cho người ta, nhưng bữa nay cũng yếu rồi. Tội đi làm mà đứa con đẻ thêm một đứa con nữa về mới nuôi đứa cháu nữa. Nuôi luôn nghe. Nuôi luôn đó hả? Là chỉ đó chỉ nhận đứa con nó 2 tuổi với nuôi miết đến giờ đó. Em thấy giờ đây cái hoàn cảnh bà con cơ nhở cũng còn nhiều danh bạc. Nhiều lắm chứ, Việt Nam đó đúng là còn nhiều lắm. Nhưng mà cái... phấn đấu sau 1 năm làm cái được ha. Đây mình cố gắng tập trung vô đi. Mình làm cái điều này cũng là điều phước hạnh. Mình làm những cái điều đó nó thiết thực lắm. Nó thiết thực lắm, bởi vì... Nói chung ngày xưa đến giờ thì anh em cũng làm, mà hồi xưa đó anh cũng không chưa có làm YouTube thì chúng mười cũng làm mấy cái nhà tình thương rồi đó chứ. Làm được 2 cái. Em cũng làm 2 cái rồi đó chứ. Cái bên Đức Linh, bên Trà Tăng, cái bên Mê Bù đó. Thì thôi bây giờ anh em mình đông đó, thì mình cũng anh em mình có người giúp mình tay. Anh Ba. Cứ như vậy đó, tiếp tục chúng mười đưa ra những cái ý kiến vậy, anh Năm hoan nghênh lắm. Bởi vì chỗ Năm biết sao không? Sao anh Ba? Cái vấn đề ví dụ như là mình giúp người ta, giúp dựng cái ví dụ như là giúp ngạt, ví dụ như là cơm áo gạo tiền. Còn cái căn nhà là nó quan trọng đến cái cuộc sống của họ nó cả đời, thấy không? Nên là đôi khi người ta họ sống trong căn nhà vậy nó dễ rất dễ là sinh bệnh tật, nó thiếu thốn rồi coi như là nó mất vệ sinh rồi đó, thấy không? Khí hậu nóng nực như này mà em cũng mường tượng được cái chỗ ăn như chỗ ở rồi chỗ ngủ như vậy mà họ cũng một kiếp lưu hiện ba thêm cho sao. Cho nên mình cũng có được cái phước cái đức cái độ đó, đúng rồi chia sẻ. Dạ mình có được những cái như vậy cho nên mình cố gắng mình cũng làm hết sức mình của mình đi. Mình thì cũng chẳng có giàu có gì hơn ai, mình không có là cái gì hết, nhưng mà mình cố gắng mình đặt tâm như những cái đó, thay những xài những cái xa xỉ anh Ba. Đúng rồi, cố gắng mình dính lại anh em, mình dính lại chút xíu thì mình cũng cứu vớt được, cũng nếu mà không chung tay, thấy mình chung tay thì mình làm được hết tất cả thôi. Đúng rồi. Năm biết trời mưa á, hai mà con nó núp vô một cái góc, cái nhà đó dột hết. Núp vô cái góc là ẩm đứa bé núp vô cái góc á. Nói chung là đúng người đúng tội á. Đâu rồi chú ra ủy ban rồi chú họp bàn ủy ban rồi chọn được căn nhà cũng quá hay đấy chứ. Đó nói chú Nam phó chủ tịch xã đó, chú Nam kiếm giùm cái nhà để làm nhà tình thương cho người ta. Xong cái như vợ nãy cái chị nãy là vợ của anh Tùng cái phó bí thư á. Ủa cái cô đó là vợ của anh phó bí thư đó hả? Cái cô đó phải đi tìm, chị đó phải đi tìm. Tìm thì báo với chú Nam vậy đó, chú Nam mới điện cho em. Tội nghiệp ha. Em vô em xác thực coi quá đúng rồi. Như bên chính quyền người ta làm người ta hay lắm, ai nghèo hay như thế nào ta biết hết rồi. Lắm em biết sao không, anh về đây anh thấy một cái á, là thấy chú Mười được có cái là vấn đề đi ở đây từ tỉnh tới huyện tới xã tới rồi ai cũng đều thương hết, thấy không? Nhất là thấy mấy anh em chính quyền ở đây thấy ai cũng quý mấy chú Mười hết, là anh thấy mà nó hành rất là hạnh phúc, từ những doanh nghiệp này tới tất cả mọi người và ai cũng đều thương mấy chú Mười. Mình thấy đi tới đâu cũng chào hỏi hết, lẫn cả những người lao động bình thường, ngư dân bình thường, chú được có cái là sinh hoạt với lại tất cả mọi người bình đẳng. Chứ không có coi ai hơn ai mà coi ai lớn hơn ai. Cái điều đó là cái điều rất là hay đó anh Ba. Rồi bắt đầu khi nào anh định start làm? Thứ năm. Thứ năm nay bắt đầu start làm. Ngày thứ ba rồi nè. Ngày mốt. Ngày mốt. Coi ngày cho kỹ luôn là ngày 15. Coi luôn cái ngày để mà mình... Coi cái ngày luôn á chứ. 15 âm lịch đó hả? 15 âm lịch này nè. Còn mấy ngày nữa? 11 á. 11 á hả? Mười lăm là em 20 á. Mười lăm ở đây 20 hả? 15 là em 20. Mà em có làm dự định làm kịp trước ngày 49 ngày của bà nội không? Đó mới tranh thủ đây. Tranh thủ cái này tranh thủ tức là tính ra để coi 21, 20 như vậy là 28 ngày. 28 ngày xây chắc cái khoảng thời gian nó được chứ hả? Được. Bởi vì cái đội ngũ của chú Mười hùng hậu lắm. Chú Mười mà không có mà gom thì thôi, chứ chú Mười mà để gom này đầy đủ là mấy chục tay luôn tới, là coi như là nói là sống có chỗ đứng thôi. Mỗi tay không một chuyện đó. Thì ok. Rồi có gì đó thì anh Ba chạy tới chạy lui anh coi tư vấn thêm chú Mười, lúc chú Mười cũng hơi bận quá đó. Rồi hôm như em làm đó thì em giao cho chú Thơ hay là mấy chú nào đó rồi có Thơ phải không? Đúng rồi. Thơ với Quy thì xong quá ngon rồi, em có hai
rồi lý đó của em từ xưa đến giờ là em thấy thôi. Đúng rồi, bữa nay ngày 13 rồi nè, mai là mốt ngày 15 rồi nè, phải không? Mấy chú em thấy là mấy cái dự án còn dự án lớn không mà còn đốn mấy cái này đưa chú, mấy chú thôi như móng tay út của mấy chú làm thôi, điều hành lẹ hả? 15 tức là nhằm ngày 20 á, 20 tháng 6, à 20 tay tháng 6 đúng rồi. Cũng mẹ là ngày mấy, 49 ngày đó. 49 ngày tức là cái ngày 15 là tôi coi ngày 15 đây là đúng 14 ngày của mẹ. 14 ngày là còn 1 tháng. Ngày 14 hả? Ừ. Còn tháng ngày 14 là vô tư. À. Tháng vô tư không? Vô tư. Được, tháng được. Giật nền lốt nhanh mà, giật nền xin nước. Xin nước cũng có lính cái xin nước dữ lắm, tài á. Nhà đó quạt 2 ngày xong rồi. Vậy xin nước cái hả? Thằng cha, thằng chém. Cố gắng là chú cũng phải coi ngó nhiều giao thơ với lại mấy tay đó thì anh quá tin tưởng rồi. Ngày này mới đổ bê tông xong anh em mới ngồi nhậu bên đó. Rồi sẵn gì với các bạn ơi, chú Mười cũng đang xây căn nhà. Làm xây dựng. Rồi chú Mười cũng làm cái xây căn nhà nhỏ nhỏ cho có chỗ đi chơi vô đi ra ha. Chỗ cái nhà này cũng nhà tình thương đó. Ở chỗ chú vô chui ra. Mới đổ xong cái móng rồi đó. Ơi quá tuyệt vời. Rồi tối nay đây mình ăn gì ta? Tối nay nay mình kiếm cái gì ăn uống nhẹ nhàng cho ba hả? Gì thì cũng được. Dở. Là anh sao rồi sao? Nãy giờ đi ra tiệm ha? Nãy giờ đi đâu như thế? Nãy giờ đi công việc trước với lại đi mua mấy cái đồ. Anh giờ em chạy ra công ty cái đó nghe. Đi công ty cái đó. Thôi vậy thì thôi sẵn dịp ở đây thì anh cũng xin kết thúc cái video ở đây luôn. Thôi anh Lê Bình Huỳnh đến đây cũng xin kết thúc video đây rồi các bạn. Trước khi kết thúc video cho Bình Huỳnh thay mặt anh em cảm ơn hết cô chú anh chị như các bạn em cháu trong kênh YouTube của Bình Huỳnh. Ngày nào cũng vậy, cúng video là cũng vậy, đọc cái comment rất là thương mến gia đình, và từ những cái câu comment đó mà anh Lê Bình Huỳnh cố gắng, Bình Huỳnh cũng cố gắng mỗi ngày một cái video để cho để đáp lại những cái chân tình đến với lại các bạn cũng như cô chú anh chị trong kênh YouTube. Thôi trước khi chào tạm biệt, cho Bình Huỳnh xin gửi lời cầu chúc đến đại gia đình của mình ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Hẹn gặp lại video kỳ tới.